Bia để ăn nhé. Chị lên tầng chị dọn dẹp phòng với cả các quần áo nhé. Này ăn ngoan nhé. Chân hồi nãy chạy ra đón chị nào bẩn hết cả chân rồi. Thank you.
bóc nho xuống cắt nhỏ ra cho chờ chị bóc nữa. Cái nho này có hạt ấy, phải lọc hạt ra khi cho ăn đồng. Chờ xíu nhé. Cắt đôi lọc hạt nữa chưa ăn được luôn đâu. Bỏ hạt đi. Đó, thấy hạt không? Nó tiếp. Nó to, to bự luôn. Bóc bỏ xong mới ăn được. Chị bỏ hạt cho Bi. Bi ở nhà chơi ngoan không? Đấy, cho Bi trước một miếng này. Cho Bi trước ăn trước miếng. Cho Bi chỉ bóc nốt. Ngon thế. Đây, chỉ bóc nốt cả mình. Bóc cho người ăn một thời gian. Ba-da-b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 a-
Tay. Sao? Em xin ăn sắp đồ mà ăn xong rồi thì ngồi dưới đấy chơi chứ làm mà. Sao đây? Bi. Sao tự nhiên lên đây ngồi ở khoanh tay? Bi làm gì đây? Bi. Sao lại đấy ngồi khoanh tay làm gì đây? Hả? Tự nhiên ngồi khoanh tay. Đang gặp Trang mà. Sao đây Bi? Sao ăn xong không ở dưới đấy chơi lên đây gì? Sao đây? Chị gấp xe màn xíu xong rồi chị xuống với Bi mà. Không ở trên này đâu. Bi. Gấp chân xuống này, xong rồi chị xuống mà. Ăn xong không ở dưới đấy chơi lên đây gì? Làm sao? Sao không ở dưới kia chơi? Chứ xích đu đấy. Lên đây làm gì? Chị gấp chân xong rồi chị xuống mà. Chúng dọn đĩa cho Bi. Xe đi. Cho Bi không ăn nữa. Nhiều hết mà, hay là ăn xong rồi. Để chị xuống chị dọn cho Bi nhé. Xuống dọn đĩa cho Bi nhé. Ăn nhanh đấy, không ở dưới chơi à? Ăn lên đây làm gì? Lại còn ngồi khoanh tay nữa. Nào, ra đây lên đây. Đấy đi đâu? Đi xuống á, chờ với. Chờ chị với. Xong rồi.
Này biết lỗi chưa? Sao Vi làm ra như này hả Vi? Vi biết lỗi không? Biết lỗi chưa? Lại đấy trên bàn kìa. Bảo ăn xong thì chơi chứ. Suốt đấy này là sao đây? Chị mua về cho Vi lau miệng mà. Đâu phải mua về cho Vi nghịch đâu. Xí bông bít hết rồi. Hết cả cuộn giấy rồi. Thì có ăn giấy vào bụng không? Mày đau bụng đấy. Ừ. Nhà Vi biết lỗi của Vi chưa? Giấy Vi bày ra này, ai dọn cho Vi? Hử? Ai chơi này? Chưa xích đu chứ? Chị lên chị làm việc xíu, chị xuống mà Vi nghịch như này. Giấy không? Thấy một đống không? Đống này, đống giấy Vi bày ra này. Sao Vi? Hử? Tìm gì trong đấy? Ôm hả? Ôi giời, chui hàng lá trong áo luôn. Nè. Trời ôm ấp gì? Trời ơi mệt. Biết lỗi rồi à? Biết lỗi chưa? Chị dặn cho Bi nhé. Chị dặn nhé. Dặn nha. Sao? Về bắt mẹ ăn gì? Dặn cho Bi nhé. Ừ, mẹ này là ra đây. Mẹ sợ đi. Ê, chị dọn đi. Dọn cái này nhé. Ừ. Đây này. Chuẩn chung hẳn cả chung. Ngồi đấy chờ nhé. Dọn cho. Sấy này. Đi một phụ dọn này. Ai bày ra cái này đây? Ai bày ra cái này dọn đây? Vừa mới mua giấy ra. Dọn đi nhé. Ngã.